hiếm nơi nào có diện tích đất được dồn điền đổi thửa tập trung theo quy hoạch trồng lúa hàng hóa, lúa chất lượng cao, có hiệu quả như thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng. Người có công lớn làm nên thành công đó chính là bí thư chi bộ Ngụy Văn Đoá. Chỉ cách đây 2 năm, trên các diện tích đất của thôn còn manh mún, nhiều thửa, sản xuất đem lại hiệu quả không cao. Từ chủ trương dồn điền đổi thửa, bí thư chi bộ Ngụy Văn Đoá cùng chi ủy, chi bộ thôn đã đi đến thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề về dồn điền đổi thửa, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa hàng hóa, lúa chất lượng cao. Ban đầu, chủ trương này gặp không ít khó khăn. Bước đầu là giao trách nhiệm cho các đồng chí đảng viên có trách nhiệm về làm công tác tư tưởng vận động trong gia đình nhà mình. Đấy là coi như để tạo một cái sự thống nhất, để là coi như thế là bàn chủ trương dồn điền từ 12 8 thửa xuống còn 3 thửa. Sau rồi tiếp tục ấy là chúng tôi cũng dự kiến và đưa ra chi bộ để tham mưu là chúng tôi cái kế hoạch để làm đến người dân cuối cùng đều được nắm bắt. Muốn cho dân tin, không có cách nào thuyết phục hiệu quả hơn chính là mỗi đảng viên trong chi bộ gương mẫu thực hiện trước. Việc thực hiện dồn điền đổi thửa được tổ chức công khai, dân chủ trên cơ sở các ý kiến đóng góp và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các hộ gia đình. Khi bắt tay vào dồn đổi ruộng trên thực địa, phải thực hiện theo tiêu chí công bằng, dân chủ, minh bạch. Chính vì vậy, thôn đã dồn đổi thành công, chia lại thửa theo hướng tập trung. Năm dồn điền thửa thì đồng chí Đoá làm bí thư thì đồng chí là coi như một trong những đảng viên coi như đã nhiều lần làm trưởng thôn bí thư của những cái khóa trước. Trong đến cái năm 2013 thì đồng chí Đoá là tuyên truyền và coi như nói chung là gương mẫu để đi đầu coi như trong vấn đề coi như là dồn điền thửa. Trước kia là chúng tôi coi như làm công tác dồn điền thửa từ coi như 7-8 ruộng mà chuyển về coi như 3 ruộng thì coi như đồng chí Đoá coi như cũng là một trong những đồng chí coi như là rất là tích cực coi như tham mưu cho cấp ủy rồi thì chi bộ quyết tâm để coi như hoàn thành cái mục tiêu coi như dồn về 3 ruộng. Nói chung là cái trong công tác coi như dồn điền đổi thửa thì không phải là coi như không có khó khăn. Coi như chúng tôi làm công tác dồn điền đổi thửa này là 2 năm liền bắt đầu mới làm được, chứ không phải là 1 năm coi như làm là ngay. Năm thứ nhất họp coi như là khoảng độ 30% coi như dân là không nhất trí chuyển về coi như cái 3 ruộng. Với cái sự coi như là tham mưu coi như với chi bộ của đồng chí Đoá thì coi như và những công tác coi như là đồng chí là một trong đồng chí rất là năng nổ trong công việc, cho nên đồng chí coi như đã coi như hầu như là đầu tàu trong cái việc coi như dồn điền đổi thửa. Số thửa giảm, số diện tích sản xuất tập trung tăng, việc sản xuất hàng hóa thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều. Toàn bộ diện tích sau dồn đổi hơn 30 hectare, bí thư chi bộ Ngụy Văn Đoá cùng chi ủy, chi bộ, ban lãnh đạo thôn vận động nhân dân trồng giống lúa thơm hàng hóa và giống lúa chất lượng cao. Nhân dân trong thôn cùng đồng thuận dùng số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng từ chương trình dồn điền đổi thửa để cứng hóa kênh mương, thủy lợi, cùng đóng góp làm đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất hàng hóa. Sau 2 năm, mô hình lúa thơm hàng hóa của thôn đã cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trước đây. Mình là người đứng đầu cũng lại phải có một cái hướng đề cập tới coi như thế việc ta phải tiến hành, mà bây giờ đã tiến hành thì là ban mặt trận phải là người vào cuộc đầu tiên, phải vất vả, phải lăn lộn, chứ không thể vì mình nói mà chân không bước không được. Mình phải tuyên truyền từ gia đình xong bắt đầu ra chi bộ từng bước, tức là ý kiến cùng nhau để là tập trung vào tháo gỡ. Mạnh dạn đi đầu trong việc áp dụng mô hình sản xuất mới, bí thư chi bộ Ngụy Văn Đoá còn tận tình hỗ trợ, giúp các hộ trong thôn về kỹ thuật, vốn, giống, phối hợp cùng đơn vị thu mua hàng hóa cho bà con. Sản xuất lúa chất lượng cao của thôn đã được xuất khẩu, đưa vào hệ thống siêu thị trong cả nước. Hiệu quả từ mô hình cánh đồng lúa tập trung, hàng hóa đã góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sản xuất trước đây sang hướng sản xuất hàng hóa. Thu nhập được nâng lên, bà con trong thôn cùng nhau đóng góp, huy động các nguồn lực xây dựng nhà văn hóa khang trang, to đẹp. Tất cả có được nhờ chi ủy, chi bộ đã phát huy được vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của các đảng viên. Đoàn kết vì sự phát triển đổi mới của quê hương. Trong đó vai trò của bí thư chi bộ Ngụy Văn Đoá được nhân dân tin tưởng làm theo.
Ông là điển hình cá nhân tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang trong phong trào thi đua dân vận khéo. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần lời dạy của Bác, chi ủy chi bộ thôn 7, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng đã thành công trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng thôn đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Con đường này trước đây vốn chật hẹp, thắt nút cổ chai, khiến cho giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Từ chủ trương hỗ trợ theo nghị quyết số 06/07 của Hội đồng nhân dân tỉnh, chi ủy chi bộ cùng ban lãnh đạo thôn đã họp bàn, huy động sự tham gia của các chi hội đoàn thể tới vận động các hộ dân cùng hiến đất làm đường và mở rộng đường. Là đảng viên nhiều năm tuổi đảng, ông Nguyễn Văn Thuệ đã gương mẫu vận động gia đình hiến đất mở rộng đường giao thông. Bản thân gia đình, bố mẹ, rể vợ con, tôi cũng nói hết trong gia đình, nội bộ được thống nhất, được đồng thuận. Thế thì tôi cũng hiến cho địa phương, mà trước hết là thôn 7, là với 20 mét đất chiều dài. Mà cái trục đường này là trục đường của xã, mà lại đất mặt đường, một cái đoạn đường rất nhỏ thôi, một chút mét vuông thôi. Nhưng mà cảnh quan của cái thôn nhà thôn 7 ấy, thì được lan tỏa đến mọi chỗ khác, mà ngõ ngách khác họ cũng hiến ấy. Đấy. Thế thì tôi cảm thấy là một phần nhỏ thì tôi cũng cảm thấy là cũng tự hào về mình, là cũng hiến một chút đất cho quê nhà. Vai trò của mỗi đảng viên trong chi bộ được phát huy. Nhờ vậy các tuyến đường nội thôn đã được mở rộng khang trang, to đẹp. Cùng với đó, chi bộ giao các đảng viên phụ trách công tác tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa. Nhân dân cùng thống nhất, đồng lòng tập trung cải tạo khuôn viên nhà văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới. Đảng ủy ban xã đã tập trung cao với lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là đối với các cái tổ dân vận ở xã. Thì đối với xã Cảnh Thụy thì có 9 thôn, chúng tôi đã chỉ đạo thành lập 9 cái tổ dân vận của thôn và vận động nhân dân thực hiện tốt các cái tiêu chí của nông thôn mới. Xã thì đã đạt cái tiêu chí nông thôn mới về đích năm 2014. Và sau cái 2014 thì xã và tổ dân vận các thôn thì tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Và đặc biệt là đến đầu nhiệm kỳ 2025 này thì chúng tôi đăng ký nhiệm kỳ 2025 chúng tôi đăng ký 2 thôn, đăng ký 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi đang tổ chức thực hiện. Thì đối với vai trò của các cái tổ dân vận của các thôn thì họ thực hiện vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thế đặc biệt là đối với thực hiện cái nghị quyết 06/07 về nâng cao các tiêu chí nông thôn, trong đó là có đổ đường bê tông. Đấy, thì các cái tổ dân vận đã vận động nhân dân hiến đất mở đường, kể cả trong làng ngoài đồng. Đấy, và đã làm được rất tốt. Đến nay thì đã làm được hơn 20 cây số đường bê tông. Những điển hình làm tốt công tác dân vận khéo được xây dựng và nhân rộng thời gian qua. Từ việc phát huy được vai trò của các tổ dân vận khéo đã cho thấy sức mạnh của truyền thống đoàn kết, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Phấn đấu đạt đủ các tiêu chí được công nhận đạt huyện chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu được huyện Tân Yên đề ra trong năm nay. Xác định rõ mục tiêu đó, tại các xã thị trấn, việc phát huy vai trò của các khối dân vận, tổ dân vận tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân có ý nghĩa quan trọng. Đảng ủy xã Việt Lập đã xây dựng kế hoạch, giao các tổ dân vận đăng ký xây dựng nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Tổ dân vận thôn Ung Ngò đã vận động nhân dân hiến gần 3.000 mét vuông đất, tháo dỡ tường rào, chặt cây xanh để làm đường và mở rộng 8,3 km đường giao thông. Riêng gia đình nhà tôi là cũng đã tổ chức hiến đất để làm đường giao thông, trong đó có đất là ruộng canh tác. Thế rồi là có nhiều hộ đã bỏ cái diện tích, tức là thổ cư của gia đình mình để hiến đất làm đường. Ví dụ như cái tuyến đường BT04, thế rồi là các tuyến đường trục của thôn. Nhìn chung là nhân dân là hiến đất. Đây là cái chủ trương của Đảng và Nhà nước xây dựng nông thôn mới.
tức là chỉ có phát động về đích chứ không có cái thời gian tức là dừng lại. Chúng tôi đã xác định làm tốt công tác dân vận thì sẽ thành công trong tất cả mọi công việc. Chính vì vậy, chi bộ đã xác định căn cứ vào cái chủ trương của Đảng, Nhà nước, của các cấp, thế và đặc biệt là của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Việt Lập, căn cứ vào nghị quyết để chúng tôi triển khai đến toàn bộ đảng viên và xây dựng cái nghị quyết để làm tốt công tác dân vận phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thế và để triển khai một cách có hiệu quả thì chúng tôi đã thành lập tổ dân vận ở tại cơ sở. Tổ trưởng là bí thư chi bộ, còn thành viên của tổ dân vận gồm có ban chi ủy, rồi ban công tác mặt trận thôn làng, thế và các bậc cao niên, gương mẫu có uy tín trong thôn đấy, là vào cái tổ dân vận của thôn. Thế và sau khi có nghị quyết của chi bộ chuyên đề về công tác dân vận khéo từng giai đoạn, từng năm thì chúng tôi đã quán triệt triển khai đến ban công tác mặt trận thôn làng, đến tổ dân vận, thế và phân công cụ thể cho từng thành viên. Thấy được hiệu quả, lợi ích từ chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đồng thuận nhất trí cao, cùng chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới. Không chỉ phấn đấu đủ tiêu chuẩn nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, tiền của làm đường giao thông, xây dựng thiết chế văn hóa, thi đua phát triển kinh tế, tham gia làm sạch môi trường, các tổ dân vận đã thành công trong việc vận động xây dựng thôn đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí để huyện Tân Yên đạt huyện chuẩn nông thôn mới. Bằng mọi cái hình thức tuyên truyền trên loa đài truyền thanh của thôn, rồi bằng mọi hình thức như là họp tất cả các ngành đoàn thể, rồi họp đặc biệt là họp các chòm tre, tổ chòm tre thì là mọi người là tham gia nhất là cái đặc biệt là bên cấp ủy rồi các ngành đoàn thể là trực tiếp đến tận các chòm tre làm công tác tuyên truyền. Thế có những cái lúc mà khó khăn đến là họp đến 3 lần đến 4 lần mà nhân dân cũng vẫn chưa nghe, như vẫn bằng quyết tâm thực hiện cái nghị quyết của chi bộ là chúng tôi cũng đã cố gắng quyết tâm hoàn thành. Trong xây dựng nông thôn mới thì việc thực hiện vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi thì đây cũng là việc làm khó, cần phải tập trung thực hiện công tác dân vận khéo. Thế và thông qua các tổ dân vận đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà. Thế và kết quả thì đã vận động được trên 14.000 hộ dân hiến được trên 800.000 mét vuông đất và đã huy động đóng góp được hàng vạn ngày công và trên 278 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới. Lựa chọn các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là những việc khó để tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 5.000 tổ dân vận khéo. Các tổ dân vận này đã phát huy được sức mạnh, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, tích cực đóng góp xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh từ cơ sở, tạo thêm chuyển biến về bộ mặt nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh.